ưu điểm nổi trội của cái phân này thì là mình thích nhất là, thứ nhất, rơm rạ cho dù có mục nát hay là có thế nào chăng nữa thì nó cũng không sinh ra một cái loại nấm. Đấy các bạn nhé, rau của mình tốt như thế này nhưng mà nó không bị thối nũ này, và nó không sinh ra một con bọ nào hết các bạn nhé. Chứ bình thường các bạn mà giải rơm, giải rạ, giải trấu ra vườn mà gặp để lâu lâu khoảng độ chục ngày sau thì rất nhiều những con bọ. Nhưng mà cái loại này mình bón như thế này thì không những không có bọ mà lại còn sạch luôn cả nấm cho cây các bạn nhé. Trên cả tuyệt vời. Chúc các bạn xem vui video vui vẻ. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Và cây bí của mình từ khi bón phân đến nay là được 10 ngày này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn xem. Ngọn đã bắt đầu ra rồi. Cái phân vi sinh này thì cực kỳ hiệu quả. Hữu cơ vi sinh này các bạn này. Đấy. Lá to lòa lòa ra luôn. Ngọn bắt đầu đua đua ra này các bạn này. Ai chà ơi các bạn ơi, rau muống của mình này, các bạn nhìn này. Từ hôm mình bón cái phân rơm rạ mà ủ chế phẩm sinh học ấy, đến nay mới được có 6 hôm ấy các bạn ạ. Chưa đủ một tuần. Mình bảo là hứa với các bạn là đủ một tuần thì mình ra mình quay chia sẻ cho các bạn biết, xem là cái mức độ sinh trưởng của nó như thế nào và cái hiệu nghiệm như thế nào. Thế nhưng mà hôm nay mới được có 6 ngày. Các bạn nhìn này, ôi ôi nó tốt quá, nó còn díu vào nhau này. À, chà 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 chà. Nó phải đến 50 phân cái rau muống này. Các bạn thấy không? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Này nó phải 30 phân các bạn ạ. Đấy. Thế mà rau muống này là rau muống mùa đông nhé các bạn nhá. Đây này, hoa đây này các bạn này. Đấy. Đấy, hoa nụ đây này. Thế mà làm sao mà nó tốt ghê thế. Đấy. Ai chà 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 chà. Và mình thí điểm cho các bạn xem. Đây là hai cái hàng này là mình không bón cái, không dùng cái phân vi sinh tự ủ đấy để mình bón nhá. Thì cây nó cằn cỗi như thế này các bạn này. Đấy. Đấy các bạn xem nhá. Đấy, cây nó cằn cỗi như thế này. Thế mà bên này thì đấy các bạn nhìn này. Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Ai chà, non chanh ra, non mỡ non màng. Đấy. Và tiếp đến là súp nơ với xà lách. Mình cũng bón hôm ấy. Hôm ấy cây leo kheo. Và rau bí này các bạn. Đấy. Từ hôm mình bón đến nay là mới được có 6 hôm mà hiệu quả nó như thế này rồi đây. Ai chà. Chứng tỏ là cái phân này bón rau rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và đây là đến rau xà lách, à cây rau diếp các bạn ạ. Đấy, cây bồ đa bồ đề này. Ôi chà 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 chà. Ôi, mình bón nó mới được có 6-7 lá. Thế mà bây giờ cây nó lên này các bạn nhìn. Có sợ không? Wow. Tiếp tục là luống hành nhá. Nhớ các bạn nào mà xem cái video trước của mình á thì xem một cái là các bạn nhận ra ngay. Cách đây 6 ngày. Các bạn thấy không? Và đây thỉnh thoảng có mấy cây rau đay mọc xen lẫn vào đây. Wow. Các em hành cũng rất là đẹp. Mà đảm bảo với các bạn là mình chỉ có bón nguyên cái phân đấy thôi nhá. Mà thời tiết thì lại còn nắng á, mình không tưới được nhiều đâu. 2 ngày mình mới đi tưới được 1 lần. Đấy. Thế mà nó phát triển kinh không. Và hôm nay là đống ủ của mình được 1 tháng 1 ngày.
các bạn ạ. Được 1 tháng 1 ngày thì mình lại quay cho các bạn xem nhé. Xem là cái mức độ của nó như thế nào. Đấy. Vào chỗ đây bên trên mình vẫn phủ một lượt rơm để tránh ánh sáng trực tiếp đến đây. Nay được mấy hột mưa các bạn ạ. Thế nên là cái lượt rơm bên trên là mới hơi ướt ướt. Nhưng cái chỗ này hôm vẫn chưa dở ra xem. Mình chỉ dở cái góc này kia để mình lấy đây. Ai chà, nấm rơm các bạn ơi. Nấm trắng rồi này. Ai chà 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 chà. Đấy. Đấy. Nấm nha các bạn ơi. Đấy. Úi trời 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 trời. Này các bạn ơi. Mình bới cho các bạn xem nha. Nát nhũn. Nát không còn gì để mà nói nữa các bạn ạ. Đấy. Này thì đấy, hôm nay mà mới tròn 1 tháng 1 ngày nhé các bạn nhé. Đấy. Ôi. Mình bới bên trong này. Nhẫn lắm các bạn ạ. Này. Tơi luôn các bạn ạ. Tơi luôn. Chứng tỏ là cái chế phẩm này tuyệt vời các bạn ạ. Trên cả tuyệt vời luôn chứ không phải nói là tuyệt vời nữa. Đấy, mình moi tít tận dưới này. Nhẫn luôn các bạn ạ. Nhẫn lắm. Trắng trắng này là cái lõi của cây ngô. À, lõi của bắp ngô. Thế là mình mới cho ra để mình ủ cùng với cái này đấy các bạn ạ. Wow. Thật hiệu quả các bạn ơi. Nếu như mà bạn nào mà chưa dùng đến cách này á, thì các bạn hãy nên làm thử một lần nha các bạn nhé. Mà các bạn hãy nên tận dụng nha các bạn nhé. Thôi các bạn nông thôn thích trồng cấy thì các bạn hãy dùng cái chế phẩm sinh học này và bò ủ rơm, ủ dạ, ủ các loại phế thải. Thế xong rồi là chúng ta làm cái phân chuồng, phân vi sinh. Đấy. Đống này của mình phải có hơn 1 tấn. Đấy. Và mình thử nghiệm trên rau muống, trên các loại rau. Các bạn nhìn xem. Chưa cả tuyệt vời. Nhất là cái cây bí này thì mình cảm thấy là nó hiệu quả các bạn ạ. Hiệu quả. Lớn nhanh trông thấy. Rau xà lách, súp lơ. Rau gì cũng tốt. Có cái rau tầm bóp kia thì mình đem được 3 hôm. Thế là nhà mình có vụ ăn lẩu, thế là mình hái rồi. Mình hái trụi rồi. Còn rau bí này hôm nó leo kheo. Thế mà quá tuyệt vời. Và hôm nay mình đã trả bài cho các bạn nhé. Cách đây 6 ngày là mình đã hứa với các bạn là khi nào khoảng độ 1 tuần sau mình ra mình quay để trả bài cho các bạn. Nhưng mà hôm nay mới được có 6 ngày thôi. Mình lại có dịp ra đây để mình quay trả bài cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chúc các bạn thành công trong cách dùng chế phẩm sinh học tự chế tại nhà để trồng những cái cây rau sạch hay là trồng các loại hoa màu, đỡ tốn chi phí và đem lại hiệu quả cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.